Bây giờ mình chuẩn bị làm hello chào everybody. Giờ mình đang chuẩn bị làm bánh giò. Coi cái gì luôn. Phải cần có lá này. Có giấy mực này. Bột đang nóng thêm. Không biết có tí không ha. Mình muốn làm trứng mày cũng được, mà làm trứng cút cũng được. Mà tại vì hôm nay không có đi chợ mua trứng cút nên làm trứng tươi. Xong bỏ thịt vô. Dưới có bỏ tiêu rồi, nhiều rồi mà không biết làm sao. Phải quay gần cho thấy. Nói vậy đó. Này là mình đắp nó lên là nó nằm ở trong. Xong rồi chết. Phải mang găng tay quá. Gói giống như gói xôi vậy. Tưng 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 tưng. Đó là bánh giò xong. Để vô sảnh. Một lá chuối. Gió bão ở ngoài hay gì á, windy quá trời luôn. Ủa sao nói không có bão mà sao kỳ vậy ta.
thêm miếng tiêu cho nó thơm thơm. Sợ bữa bỏ tiêu mà không biết lượt lại chắc tiêu nó rớt ra hết. Cái bánh này tiêu nhiều nó mới ngon, tiêu ít á cái nó không ngon. Tiêu nhiều nó mới hấp dẫn. Hai cái rồi đó. Hai cái.